ngày 25 tháng 2, thứ bảy sau thứ tư lễ cho. Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông: "Hãy đi theo ta." Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Lê-vi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đừng tự cho mình là công chính. Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Những người biệt phái và luật sĩ tự cho mình là công chính và xem thường những người thu thuế là phường tội lỗi. Vì thế, khi Chúa Giêsu kêu gọi Lê-vi, một người thu thuế, và người đến dùng bữa tại nhà ông, thì những người biệt phái và luật sĩ ra vẻ bất đồng, khó chịu. Bấy giờ Chúa Giêsu nói: "Ta không đến để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Thời nay vẫn còn quá nhiều người tự cho mình là công chính và xem thường, phê phán, đánh giá anh chị em mình là bất chính, là tội lỗi. Nguyên việc xem thường anh em mình là tội lỗi đã đủ kết luận mình chưa phải là người công chính. Trong làng xóm, trong giáo xứ lại có những người thích hóng chuyện của người khác. Một người ở xóm trên mà biết tất những chuyện ở xóm dưới, nhưng chẳng có cái biết nào là chính xác, là sự thật, toàn là những chuyện biết vu khống, bỏ vạ, cáo gian, bịa đặt cho người đang tốt bỗng xấu xa. Một người ở tận Ninh Thuận mà dám biết, dám nói, dám bỏ sỉ tới tận bên Mỹ rằng: "Có thằng em bạn ở Đồng Nai mới bán đất mà chẳng cho anh chị em trong nhà nó một đồng nào." Một người ở bậc đáng phải giữ miệng giữ lời lại phê phán phẩm bình tồi tệ về người nổi tiếng trong giáo hội mà mình chỉ nghe tên chưa hề quen biết, gặp gỡ. Nói cho người ta biết mình đạo đức hơn người ấy hay sao? Ước gì không có người nào, không có gia đình nào kiêu căng tự mãn về mình, tự xem mình là công chính, là đạo đức, rồi xem thường, phê phán, kết án người khác, gia đình khác là tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường nhận ra mình còn nhiều lỗi lầm, thiếu sót, để nhất quyết không xem thường gia đình nào tội lỗi, để cùng giúp nhau sám hối ăn năn và nhờ lời Chúa sống công chính, an bình, hạnh phúc. Amen. Chào tháng 2. Mỗi chúng ta đã trở lại công việc kiếm sống của một năm mới, nhưng lời Chúa trong ngày đầu năm vẫn còn vang vọng đâu đây: "Các con chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, ăn gì, mặc gì. Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, chúng mọc lên và xinh đẹp thế nào.
tin vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vâng, con chim xanh kia ai mua một đồng, con chim xanh kia ai bán một đồng, mà Chúa thương nên chim ngàn phương bay cao. Sống theo lời Chúa TV, ước gì lời Chúa qua bài thánh ca này sẽ theo với quý vị, theo với các gia đình khi làm việc kiếm sống, để tất cả đều được hân hoan, tín thác vào tình Chúa quan phòng yêu thương và năm mới bình an. Sao chim vẫn hót thanh bình, con chim xanh kia ai mua một đồng, con chim xanh kia ai bán một đồng, mà Chúa thương nên chim ngàn phương bay cao. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi. Hỡi những bông hoa xinh xinh ở trên nương xanh kia, có biết lo chi cho đời mình, mà sao hoa vẫn ngát hương tình. Sinh kia dâng hương ngạt ngào, nhưng hoa màu phai màu vừa tàn màu, mà Chúa thương nên hoa ngàn phương dâng hương. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi. Ngài tình mến thương thiên thu đời ta không phai. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người